Nếu bạn quyết định nộp đơn nhập học trường y tại Mỹ hoặc Canada, bạn sẽ cần thi lấy điểm xét tuyển gọi ngắn là MCAT. MCAT là kỳ thi trắc nghiệm trên máy tính được thiết kế để kiểm tra tư duy phản biện và khả năng xử lý vấn đề của bạn. Kỳ thi được quản lý bởi Hiệp hội những trường y của Mỹ gọi tắt là AAMC. Và mục đích của bài MCAT là để kiểm tra liệu bạn có một kiến thức cơ bản vững vàng về khoa học cũng như các cấu trúc đa dạng của ngành y hay không. Được rồi, em khác chia thành 4 phần. Cơ sở hóa học và vật lý của hệ thống sinh học gọi tắt là hóa lý. Phân tích và kỹ năng lý luận gọi tắt là CARS. Cơ sở sinh học và sinh hóa của hệ thống sống gọi tắt là sinh sinh hóa. Và cuối cùng là tâm lý xã hội và cơ sở sinh học của hành vi gọi tắt là tâm lý xã hội. Phần 1, phần 3 và phần 4 sẽ có 59 câu hỏi giới hạn thời gian làm bài trong vòng 95 phút mỗi phần. Mỗi phần có 10 đoạn văn với 4 đến 6 câu hỏi cho từng đoạn. Và sẽ có 15 câu hỏi độc lập không dùng đoạn văn để trả lời. Trong phần 2, phân tích vấn đề và kỹ năng lý luận hay còn gọi tắt là CARS, sẽ có 53 câu hỏi mà bạn sẽ phải trả lời trong vòng 90 phút. Phần thi này sẽ có 9 đoạn văn với từ 5 đến 7 câu hỏi dành cho mỗi đoạn. Tổng lại nếu tính thêm thời gian giải lao, bài thi sẽ kéo dài khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từng phần của bài thi này. Bắt đầu với phần hóa lý có 30% hóa học đại cương, 25% hóa sinh, 25% vật lý, 15% hóa hữu cơ và 5% sinh học. Chủ đề trong phần thi bao gồm cơ học Newton, tĩnh điện và lực điện động, sóng và quang học. Cấu trúc nguyên tử, cấu trúc phân tử và sự tương tác, dung dịch và hóa học axit bazơ. Kỹ thuật điện hóa, tách và tinh chế, nhiệt động lực học và động học. Cấu trúc chức năng và khả năng phản ứng của các phân tử liên quan trong sinh học. Tiếp theo là phần sinh, sinh hóa. Bao gồm 65% sinh học, 25% hóa sinh, 5 phần hóa đại cư và 5% hóa hữu cơ. Chủ đề trong phần này bao gồm đại phân tử sinh học như đường, protein, lipid và nucleic acid. Con đường sinh hóa tạo năng lượng, sinh học tế bào. Vi sinh học, gen di truyền và sinh lý. Tiếp theo là phần tâm lý xã hội học. Bao gồm 65% tâm lý, 30% xã hội học, 5% sinh học. Chủ đề trong phần này gồm nhận thức và ý thức phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và động lực, học tập và trí nhớ, cảm giác và nhận thức, danh tính và tính cách cũng như các bệnh tâm lý thường gặp. Chủ đề xã hội học tập trung vào cấu trúc xã hội, suy nghĩ và thái độ của xã hội, cũng như sự phân tầng lớp và sự bất bình đẳng của xã hội. Có bốn loại câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong những chủ đề trên. Loại thứ nhất là câu hỏi kiến thức về khái niệm và quy tắc của khoa học. Sẽ thường hỏi bạn về sự kết nối giữa những nguyên tắc khoa học khác nhau. Ví dụ như câu hỏi về sinh học. Có thể hỏi về cách xác định sự giống nhau trong cấu trúc giữa tế bào tim và tế bào gan. Loại thứ hai là câu hỏi về lý luận và giải quyết vấn đề khoa học. Sẽ yêu cầu bạn áp dụng kiến thức khoa học cơ bản để giải quyết vấn đề thuộc nhiều ngành học hoặc tình huống nào đó nên câu hỏi vật lý thường sẽ hỏi bạn dùng công thức về lực để dự đoán về sự gãy xương nếu có một lực tác dụng vào cánh tay. Loại câu hỏi thứ ba là thiết kế và thực hiện nghiên cứu. Có thể yêu cầu bạn đánh giá nghiên cứu khoa học. Câu hỏi phần tâm lý sẽ yêu cầu bạn chọn cách tốt nhất để đo lường phản ứng căng thẳng trong một nhóm cá nhân nhất định. Cuối cùng loại câu hỏi thứ tư là câu hỏi dựa trên dữ liệu và thống kê lý luận có thể hỏi bạn phân tích dữ liệu từ các số liệu, bảng hoặc biểu đồ. Một câu hỏi về xã hội học sẽ yêu cầu tìm sự tương quan trình độ kinh tế xã hội và bệnh tim từ bảng hoặc dữ liệu. Bây giờ đến với phần CARS sẽ có chút khác vì nó không kiểm tra về chủ đề dựa trên khoa học, mà thay vào đó sẽ yêu cầu tư duy phản biện về tài liệu từ một loa các ngành học khác. Một khoảng nửa số câu hỏi sẽ đến từ văn bản nhân văn như văn học nghệ thuật triết học và lịch sử. Phần nửa số câu hỏi còn lại sẽ đến từ văn bản của khoa học xã hội như nhân chủng học, khoa học chính trị hoặc kinh tế. Những câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn giải thích khả năng hiểu về thông điệp của nhà văn và nội dung chính của bài. Việc biết tác giả đang ngụ ý qua giọng văn, phép ẩn dụ, cấu trúc hoặc phong cách và những phương thức khác cũng rất quan trọng. Ở một số câu hỏi bạn sẽ phải tìm ra lý luận đằng sau những đoạn tranh luận của tác giả và tìm ra nếu như đoạn văn ủng hộ tranh luận nào đó cụ thể cuối cùng bạn sẽ được yêu cầu áp dụng những gì bạn đã đọc vào tình huống ngoài bạn tự đặt mình vào vị trí của tác giả và tự hỏi làm sao tác giả có thể phản hồi nếu như họ nhận được những thông tin mới và mâu thuẫn với nhau bạn có thể hiểu như dạng câu hỏi là nếu như chúng sẽ yêu cầu bạn dùng văn bản trong bối cảnh và tình huống mới sau khi hoàn thành xong bốn phần bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để vô hiệu bài thi MCAT của bạn. Nếu bạn lựa chọn vô hiệu bài thi thì sẽ không được chấm điểm. Và các trường y sẽ không nhận được thông báo rằng bạn vô hiệu bài thi của mình. Nếu bạn chọn không vô hiệu bài thi, bài thi sẽ được chấm điểm. Sẽ mất khoảng 35 ngày để bạn nhận được điểm số của mình. Tất cả những điểm MCAT của bạn sẽ được chuyển đến trường y mà bạn nộp đơn, trừ trường hợp bạn vô hiệu bài thi. Mỗi phần thi của MCAT sẽ có số điểm từ 118 đến 132 và nhân cho 4 phần sẽ ra tổng số điểm. Thường sẽ trong khoảng 472 đến 528 điểm trên lệch 56 điểm. Và điểm trung bình của mỗi phần thi trong bài là 125 nên học sinh trung bình sẽ đạt 500 điểm. Ngày nay những con số không phải là tất cả. Điều quan trọng hơn đó là biết được phân vị của bạn. Bạn làm tốt như thế nào so với những người cùng làm bài thi MCAT trong vòng 3 năm? Nói điểm số bạn nằm ở phân vị 90, điều này có nghĩa là bạn làm tốt hơn hoặc khá hơn 90% những người làm bài thi MCAT. Tức nghĩa là bạn nằm trong top 10%, mặc dù điểm số tương đương có tỷ lệ phần trăm không cố định. Ngày nay, 10% top hàng đầu đang ghi điểm trên 513 và khoảng 128 điểm mỗi phần. Một điểm thi MCAT cao chắc chắn thu hút được sự chú ý từ trường y, nhưng nó chỉ là một yếu tố trong hồ sơ sinh học của bạn. Những nhân tố khác bao gồm điểm trung bình khóa học tại đại học, thư giới thiệu, hoạt động ngoại khóa và luận văn cá nhân của bạn. Bạn có thể làm bài thi MCAT tối đa 3 lần trong một năm, 4 lần trong năm thứ hai liên tiếp và 7 lần tổng cộng trong vòng 2 năm. Liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ thi MCAT, một trong những thống kê thú vị đó là thí sinh trong phân vị 80 dành khoảng 300 giờ học đều đặn Điều này có nghĩa là học toàn thời gian trong 2 tháng hoặc học mỗi giờ trong một ngày trong vòng 1 năm. Điều này là tùy vào bạn. Bạn nên tùy chỉnh kế hoạch học của bạn để phù hợp khung thời gian và bạn nên thử nhiều cách học để chuẩn bị cho kỳ thi khác nhau để tìm ra phương thức phù hợp nhất với bạn. Ngoài ra, hãy nghĩ về việc làm sao và khi nào nên học để phù hợp nhất và chắc chắn rằng bạn sẽ không bị sao nhãn. Khi bắt đầu luyện thi, việc làm một bài kiểm tra cơ bản sẽ rất giúp ích trong việc tìm ra phần yếu để bạn có thể tập trung vào chúng và hay là một số bài kiểm tra thử để có thể theo dõi quá trình cải thiện của mình. Đối với một số người có thể là dành thời gian học sâu về một chủ đề mà bạn không cảm thấy thoải mái. Một số người khác đơn giản là luyện tập thêm nhiều câu hỏi để có thể làm quen trả lời các câu hỏi nhanh hơn. Bài thi em khác đòi hỏi bạn không chỉ hiểu nội dung mà còn phải hiểu một cách sử dụng chúng vào những tình huống mới lạ. Nên khả năng ghi nhớ rất quan trọng nhưng sự hiểu bài lại quan trọng hơn để thành công. Nếu bạn vẫn chưa tự tin với cách học, bạn nên cân nhắc tìm người giúp đỡ. Có thể là gia sư một kèm một, lời khuyên từ các nhân viên tư vấn, hoặc là học khóa học chuẩn bị. Những thứ kể trên có thể rất có ích. Không có lộ trình hoàn hảo để thành công cho việc chuẩn bị cho kỳ thi MCAT. Bạn sẽ có rất nhiều tùy chọn có sẵn và chìa khóa đó là tìm ra nguồn tài liệu hoặc kết hợp chúng hiệu quả nhất để tạo ra một cấu trúc cần thiết giúp chuẩn bị đúng cách. Cuối cùng, sự cam kết cho việc luyện thi của bạn quan trọng hơn nhiều so với việc chọn lựa nguồn hoặc công cụ nào cụ thể. Video thực hiện bởi WOMED